Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Labuan Bajo, Indonesia, bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch ASEAN 2023 Joko Widodo. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia, Bộ trưởng Vũ Lễ Tân, Bộ Ngoại giao Indonesia. Hội nghị lần này thể hiện mong muốn và nỗ lực của các nước phấn đấu đưa ASEAN trở thành tâm điểm của tăng trưởng với vai trò dẫn dắt trong các tiến trình hợp tác và liên kết ở khu vực. Đặc biệt lần này, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo sẽ có cuộc đối thoại với nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, bàn về những định hướng tương lai của ASEAN. Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng, tăng cường quan hệ giữa ASEAN và các đối tác, qua đó tiếp tục thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng các nước thành viên duy trì, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Và ngay sau khi đặt chân đến Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo của nước chủ nhà Indonesia, đánh giá cao việc Indonesia lựa chọn Labuan Bajo là nơi tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và tin tưởng đây sẽ là cột mốc để thành phố phát triển thịnh vượng. Để thúc đẩy hợp tác hai nước toàn diện và sâu rộng hơn nữa, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký kết. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước duy trì đà tăng trưởng thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ hoặc cao hơn trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn. Đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia, tăng cường hợp tác biển, trong đó có việc triển khai đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển. Tổng thống Indonesia ủng hộ và đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định Indonesia luôn coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác và ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất, tinh thần tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm và lập trường chung của ASEAN, thực thi đầy đủ DOC, thúc đẩy sớm đạt được một COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Cũng trong chiều ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Vui mừng gặp lại Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Campuchia đã đăng cai và tổ chức rất thành công lễ khai mạc SEA Games 32, đồng thời tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 7 sắp tới. Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Cảm ơn Việt Nam đã luôn quan tâm, ủng hộ và cử lãnh đạo sang dự khai mạc SEA Games. Hai thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên. Các cơ chế hợp tác phát huy hiệu quả, đặc biệt là cuộc gặp cấp cao hai đảng vào tháng 2 vừa qua. Thời gian tới, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các tuyên bố chung giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác kết nối hai nền kinh tế, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới ngày càng thu hẹp. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, các nước nhất trí phối hợp tăng cường tinh thần độc lập và tự chủ của ASEAN, chủ động, linh hoạt trước các biến động, thực sự là trung tâm khu vực, hợp tác thực chất, đóng góp xây dựng cho ASEAN, ứng phó các thách thức vì hòa bình, ổn định và phát triển. Các nước tái khẳng định tinh thần xây dựng hợp tác, tương trợ dành cho Myanmar theo đồng thuận 5 điểm. ASEAN cũng tái khẳng định lập trường chung, phấn đấu vì Biển Đông, hòa bình, ổn định và hợp tác. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, tình hình đặt ra cho ASEAN cả cơ hội và thách thức, cần phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, thống nhất, tự chủ, hoàn thành sứ mệnh với hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Về vấn đề Biển Đông,
Việt Nam sẽ cùng các nước xây dựng thành công COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 5 tại thị trấn Labuan Bajo, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên diễn ra trong năm nay dưới vai trò chủ tịch ASEAN của Indonesia với chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng. Phóng sự tổng hợp sau sẽ thông tin tới quý vị một số nét chính của hội nghị trước giờ khai mạc. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra tại Labuan Bajo, nơi có điểm du lịch nổi tiếng là đảo rồng Komodo. Với chủ đề một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, Indonesia đưa ra nhiều ưu tiên, sáng kiến cụ thể nhằm nâng cao khả năng ứng phó của ASEAN và đưa ASEAN trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu. Trong đó đặc biệt chú trọng đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tự cường y tế, ổn định tài chính, kinh tế. Trọng tâm tất nhiên là làm thế nào để tiếp tục xây dựng ASEAN và duy trì ASEAN với tư cách là trung tâm tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, trước những bất ổn kinh tế toàn cầu, chắc chắn điều quan trọng với ASEAN là chúng ta phải tiếp tục hợp tác để đảm bảo rằng ASEAN vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư từ bên ngoài khu vực, tiếp tục thu hút thêm nhiều dòng vốn FDI. Và chúng ta cũng phải đảm bảo ASEAN vẫn là khu vực hòa bình, ổn định và an toàn. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 dự kiến thảo luận và thông qua một số văn kiện như tuyên bố chung về tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN, tầm nhìn ASEAN sau năm 2025, phòng chống tội phạm buôn bán người dưới tác động của lạm dụng công nghệ, bảo vệ lao động di cư trong thời kỳ khủng hoảng, y tế, hệ sinh thái xe điện và phát triển mạng lưới làng xã ASEAN. Các nhà lãnh đạo đưa ra tầm nhìn chiến lược về cộng đồng sau năm 2025, ví dụ như về một ASEAN vào năm 2045 chẳng hạn, xem ASEAN có thể làm được gì nhiều hơn, đặc biệt là kinh tế, như hợp tác phát triển nền kinh tế số, hợp tác chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là xem xét các chương trình nghị sự khác của ASEAN như về tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tại hội nghị, dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất để củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường quan hệ giữa ASEAN và các đối tác và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam có dân số đông, nền kinh tế mạnh, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội. Và vì thế, Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành thành viên chủ động tích cực, đóng vai trò chủ chốt của ASEAN. Cho đến thời điểm này, công tác hậu cần an ninh cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 đã được Indonesia chuẩn bị một cách tốt nhất để đảm bảo thành công cho sự kiện quan trọng này.